Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, thời gian vừa qua chương trình có hướng dẫn cho quý vị một vài thực đơn để chúng ta áp dụng trong bữa ăn hàng ngày. Và ngày hôm nay để bắt đầu một thực đơn mới thì chương trình đã nghĩ ra là sẽ nấu một món mặn. Bởi vì có nhiều quý vị khán giả gửi thư về hỏi cách làm sao để chế biến được cái món trứng cá vốn rất là ngon, nhiều dinh dưỡng nhưng mà rất là khó để chế biến và phải phù hợp với tiêu chí của chương trình là ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Do đó thì Minh Châu rất vui được giới thiệu với quý vị một đầu bếp rất là xinh đẹp của chương trình là cô Đông sẽ hướng dẫn cho chúng ta một món từ trứng cá. Cô rất cảm ơn Minh Châu đã có một lời khen, mà cô nghĩ lời khen này cũng hơi thiên vị. Nhưng dù sao cô cũng rất thích lời khen này. Thưa quý vị khán giả, hôm nay chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ giới thiệu đến các bạn một món ngon được chế biến từ trứng cá thu. Nhưng mà cũng giống như nhiều quý vị khán giả, em không biết cách chế biến trứng cá thế nào cho ngon hết đó. Đúng rồi đó Minh Châu, hiện nay trên thị trường và các siêu thị bán rất nhiều trứng cá thu. Tuy nhiên, để khử được mùi tanh và khi chúng ta chế biến, trứng cá không bị bể nát lại là một điều hơi khó. Nhưng quý vị khán giả và Minh Châu cứ yên tâm, ngày hôm nay cô sẽ chia sẻ một bí quyết để các bạn sẽ không còn cảm thấy ngại và không khó khi chế biến món trứng cá nữa. Cô bật mí liền được không cô? Đương nhiên rồi, bí mật sẽ được mở tung ngay ngày hôm nay với món trứng cá kho nghệ. Để thực hiện món trứng cá kho nghệ, các bạn cần chuẩn bị 300g trứng cá thu tươi, nghệ thái sợi, gừng đập dập, húng quế thái sợi, hành bằm, hai trái ớt hiểm cùng các gia vị thông thường và hạt nêm nước hầm xương Aji ngon. Sau khi chúng ta mua trứng cá về, các bạn nên rửa sạch trứng cá như thế này, vớt để ráo rồi chúng ta sẽ tiếp tục sang công đoạn trần. Và bây giờ tiếp theo, cô sẽ bắc một nồi nước lên bếp. Chúng ta sẽ cho một ít gừng đập dập, một muỗng canh giấm gạo Lisa. Cô ơi, nãy giờ cô không chịu giải thích cho em gì hết à? Tại sao mà cô lại phải cho giấm gạo nè, rồi cho gừng vào trong nồi nước để trần cái trứng cá vậy cô? Khi chúng ta cho gừng và giấm vào đây trần sơ cá thì cá sẽ không còn bị tanh nữa và chúng ta loại bỏ hết toàn bộ phần máu bầm và tạp chất nằm ở trong trứng cá. Và điều quan trọng là khi chúng ta chế biến thì trứng cá của chúng ta không hề bị bể và miếng cá còn nguyên vẹn, rất là đẹp nữa. Hay quá, cô Đông nói thật là hay và giải đáp được hết biết bao nhiêu là thắc mắc của em rồi. Quý vị thân mến, việc chúng ta trần sơ qua trứng cá như vậy sẽ giúp cho trứng cá được định hình không bị bể nát khi kho. Bên cạnh đó, việc cho vào trong nồi nước một ít gừng nè và cả giấm gạo Lisa thì sẽ giúp cho khử đi mùi tanh của trứng cá. Vậy thì món trứng cá đâu còn đáng ngại nữa đâu, phải không ạ? Chúng ta sẽ trần trứng cá này qua nước đang sôi. Chúng ta sẽ để cho sôi bùng lên một chút rồi chúng ta sẽ vớt ra. Các bạn nhớ lưu ý, chúng ta sau khi vớt trứng cá ra các bạn phải ngâm trong nước đá lạnh như thế này thì miếng trứng cá của chúng ta có màu rất là đẹp, không bị thâm đen. Trứng cá của chúng ta đã được rồi. Chúng ta sẽ vớt trứng cá ra và cho ngay vào tô nước đá lạnh. Rồi bây giờ trứng cá đã nguội, chúng ta sẽ vớt trứng cá ra. Bây giờ chúng ta sẽ cắt chỗ trứng cá này thành những miếng vừa ăn. Chúng ta cho một muỗng canh hành tím và một muỗng nước mắm. Một muỗng canh nước mắm phải không ạ? Đúng rồi. Và 1/3 muỗng cà phê tiêu, một muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon. Chúng ta sẽ trộn đều lên để khoảng 10 phút là đủ độ thấm rồi. Chúng ta sẽ chuẩn bị một cái chảo để kho món trứng cá. Trước tiên chúng ta sẽ cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, chúng ta sẽ xào toàn bộ phần nghệ tươi cho nghệ ra được màu vàng và có mùi thơm. Khi nghệ đã có mùi thơm rồi, chúng ta cho cá vào kho sơ trước như thế này. Minh Châu và các bạn khán giả lưu ý, khi nhìn thấy miếng trứng cá của chúng ta đanh mặt lại như thế này, chúng ta mới cho một chén nước sôi vào. Nước đang nóng, đang bốc khói như vậy đúng không cô? Đúng rồi, để cá thấm đều gia vị và thơm ngon hơn. Chúng ta kho trứng cá lửa liu riu nhỏ thôi, cho đến khi nước gần cạn chúng ta tắt lửa. Các bạn nhớ đừng để trứng cá cạn quá, vì khi mà trứng cá cạn quá thì cái mặt của trứng cá sẽ bị khô, thiếu đi độ bóng và món ăn của chúng ta thiếu đi tính thẩm mỹ và bắt mắt nữa. Bây giờ khi mà cá của chúng ta đã tương đối thấm đủ màu nghệ và thấm gia vị rồi, chúng ta đừng quên hai trái ớt hiểm đập dập chúng ta sẽ cho vào đây. Và bây giờ món trứng cá của chúng ta gần cạn rồi, chúng ta sẽ cho thêm một muỗng dầu vào đây để mặt trứng cá bóng và trứng cá của chúng ta sẽ có độ béo ngậy hơn. Và trước khi tắt bếp, các bạn đừng quên cho một chút tiêu lên mặt trứng cá như thế này.
Dạ. Và khi tắt lửa rồi chúng ta mới điểm một chút rau quế thái sợi như thế này. Ồ, trứng cá nở bung ra rất là đẹp. Đây. Đây, Minh Châu nhìn thấy chúng ta sẽ điểm thêm một cái cọng rau húng quế như thế này. Bây giờ cô sẽ mời Minh Châu dùng thử một miếng trứng cá kho nghệ. Đây, em ăn thử. Mời em. Em cảm ơn cô ạ. Một miếng cá vàng ươm. Đây có phải là trứng cá không ta? Tại sao lại không có bị tanh gì hết vậy nè? Đó, đấy mới là bí quyết của món ăn ngày hôm nay đó. Dạ, em nghĩ một phần trứng cá không những là không có vị tanh nha cô, mà còn có cái độ chắc. Khi em nhai và em cảm thấy rất là chắc thịt nè. Mà bên cạnh đó là có cái vị bùi bùi, béo béo, thơm thơm. Có vị của nghệ nè, của ớt nè, và cả của rau quế nữa. Các loại gia vị quyện vào với nhau làm nên một mùi thơm không lẫn đi đâu được hết đó. Ăn ngon, sống khỏe, mỗi ngày vui. Hãy thử thực hiện món ăn này quý vị nhé, và chia sẻ cảm nhận về cho chương trình thông qua hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Còn bây giờ thì chắc là cô Đông và Minh Châu phải chào tạm biệt tất cả quý vị rồi. Hãy đón theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày vào ngày mai và ngày mốt để biết được hai món còn lại trong thực đơn tuần này là món gì quý vị nhé. Xin chào.